Thưa quý vị, phố du lịch An Thượng đã được khai trương vào ngày 28 tháng 4 vừa qua. Song công trình đầu tư cải tạo một số tuyến đường tại khu phố du lịch An Thượng thuộc quận Quỳnh Sơn được thành phố phê duyệt vào cuối tháng 11 năm 2021 nhằm tạo điểm đến vui chơi giải trí ngày và đêm cho du khách thì vẫn chưa hoàn thành. Theo ghi nhận của phóng viên, vỉa hè tuyến đường Hoàng Kê Viêm, Trần Bạch Đằng, Lê Quang Đạo đang ngổn ngang gạch đá, cát. Sau kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5, các công nhân mới bắt đầu thi công công trình trở lại. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Hoàng Sơn làm chủ đầu tư kiêm quản lý dự án cho biết, giai đoạn 1 đã hoàn thành vào ngày 27 tháng 4 để phục vụ cho bà con du khách dịp lễ như khuôn viên vườn dạo, trang trí ánh sáng nghệ thuật tại nút giao thông Hoàng Kê Viêm, Võ Nguyên Giáp và tuyến An Thượng 1 và An Thượng 4 đã hoàn thành 90%, gồm lát đá ba gian trên vỉa hè, hạ ngầm hệ thống điện sinh hoạt và chiếu sáng viễn thông, cải tạo và thay mới hệ thống thu gom nước mặt ngăn mùi. Còn lại 7 tuyến còn lại thì đã hoàn thành là cơ bản là các vỉa hè thôi, tức là lát đá vỉa hè, rồi đưa các ống hệ thống cấp ngầm, rồi hệ thống mà điện ngầm là chúng tôi đã đưa vô rồi. Nhưng mà hiện nay là chưa đấu nối. Đây, cho nên từ đây tới đây là hiện nay chúng tôi chỉ có hoàn thành là cái bề mặt của cái vỉa hè thôi. Còn cái đấu nối thì chúng tôi đang bắt đầu tiếp tục triển khai. Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án khu phố du lịch An Thượng với các tuyến đường Trần Bạch Đằng, An Thượng 2, Hoàng Kê Viêm, Ngô Thị Sĩ và Võ Nguyên Giáp vào ngày 30 tháng 11 năm 2021 với tổng kinh phí là 36,5 tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố. Thời gian thực hiện đến năm 2022, việc đầu tư nhằm sớm hình thành khu phố du lịch An Thượng, tạo ra sản phẩm du lịch đặc trưng, đáp ứng nhu cầu của khách du lịch, nên Ủy ban Nhân dân quận Hoàng Sơn cũng đang đốc thúc ban quản lý dự án để nhanh tiến độ thực hiện. Thì sau khi đấu thầu thì khoảng từ ngày 10 đến ngày 15 tháng 3 thì chúng tôi mới ký xong cái hợp đồng về thi công. Và cái kế hoạch tiến độ của cái toàn bộ công trình này là 150 ngày. Tức là khoảng là giữa đến cuối tháng 8 thì mới hoàn thành được. Hiện nay, tuyến An Thượng 1 và An Thượng 4 đã có trụ đèn theo hình thức thẩm mỹ, tuy nhiên chỉ lắp ráp chỗ sạc pin điện thoại. Còn với việc lắp đặt hệ thống camera an ninh, wifi chung trên toàn bộ khu phố, thì Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng quận Hoàng Sơn đang lựa chọn địa điểm để làm hệ thống trung tâm xử lý, cũng như đặt màn hình để tiến hành lắp ráp theo đúng yêu cầu.